Đó, bình xăng đã gáp xong anh em thấy không, vệ sinh sạch sẽ chưa thấy không? Anh em xem cầm ở ngoài thì nó sẽ ánh bảy màu rất là nhiều hơn ở trong video nha em. Tại trong video hình ảnh nó em cân chỉnh là 4K nên là nó rất là sắc nét ha. Đó. Bao lên xe thì thầm mùa xuân ha. Bữa anh em hỏi vệ sinh bình xăng con ha. Đây này cách vệ sinh luôn cho anh em nha. Đây bán là em bung ra em vệ sinh tất cả hết cho anh em ha. Về chỉ gắn thôi nha anh em. Đó, tất cả những bình xăng ở đây em đã bung ra vệ sinh cho anh em hết rồi đó. Anh em nào mua thì em tặng thêm một cái miếng này ha. Một cái miếng này á đã dành xe cua thôi, đa số là cái chung này nè, cái chỗ này nè. Những miếng con nào mà nó mỏng quá thì nó sẽ gỉ đây nè, nó hiếm lắm anh em ơi. Tại đây á, là tất cả bình xăng con á, đều em đã đi đưa cho thợ chuyên gia bình xăng á, nó coi lại cái bung tu có chảy xăng dư không ha. Đó, bình xăng em chơi là không đóng bung tu ha, tất cả gìn hết ha. Mặt này nói chung quan trọng mặt này nè, không vểnh luôn ha, úp vô cái đít là không vểnh ha. Đó, bây giờ tiến hành lắp chi tiết cho anh em xem ha. Vỗ tay, vỗ tay. Đó, tất cả em đã vệ sinh hết rồi nha anh em. Đó, dụng cụ lắp em chỉ có 4 món vậy thôi nè. Đó, những clip trước em đã có giới thiệu chi tiết lắp bình xăng ha. Đó, giờ nói chung thì em sẽ giới thiệu lại cho anh em ha. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing so
begging to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger, thirst. Anh em dặn phải dặn hai bên cho đều, để nó bị nó vên chung cái là ăn mày luôn á. Vừa thôi mà họ làm xong hết anh em sức cứng này không chung nó không quên ha, nó quên là anh em nhìn thấy liền à. Nè, cái này là chỉnh gió này nha, ốc chỉnh gió. Hồi lúc bình xăng con này về á là nó không có miếng thun này nè, nó miếng thun này mới thay zin lên nè, nó không giờ có ha, không giờ có miếng con thun. Những ốc li ti lít chích để em có hết nha anh em. Đó. Bình này là 7CA ha. 7CA ND07 nha. ND07. Đó, còn về anh em lên xe thì anh em chỉnh gió với gan tì lại ha. Nói chung là mưa thuận gió hòa đó. Coi này, rất là đẹp ha. Cái núm thun này chị hôm qua về nó cũng mới gắt ngang đây, nước nó dễ vô bình xăng lắm. Em đã thay luôn rồi đó nha anh em, thay sẵn cho anh em luôn rồi đó. Về anh em là chỉ bắt ốc vô thôi. Bình này rất đẹp nha anh em. Còn đẹp luôn anh em ơi, chứ không có xấu. Dặn vừa tay thôi, hồi gáp xong bình đó anh em dặn cứng. À, quan trọng bắt cái chỗ tay e này. Nhiều anh em bắt vô hồi lúc cũ thì nó sẽ kéo e cạch ha. Còn lúc mà anh em tháo ra này nọ thì buông ra thì nó không có còn tạch như lúc xưa nữa. Là nó bị cắn cái lò xo này chút xíu rồi nha anh em. Cắn lò xo chút xíu rồi, chứ có gì chưa. Cái lỗ mà thọ cũng không vô. Đó, con ốc này anh em phan hay dặn cứng nha, phan hay dặn cứng. Nào ví dụ như anh em bắt vô nè, dặn cứng nè, anh em thấy không nè, nó dặn thử cho anh em xem nè. Đó nè. Đó, lò xo nó búng không có mạnh ha, nó chưa có đúng của nó. Đó, anh em phải đẩy nè, đẩy cái này nè. Đó. Cái lò xo chỗ này nè, đó, anh em đẩy phải ngay nha. Đó, ngay vậy nè. Đó rồi anh em đè cái thân này vô. Đó, rồi anh em vịn về ha, rồi anh em mới bắt cái con này cho nó cứng. Bảo là đảm anh em là búng bạc nè. Nè thấy không? Nè. Búng bạc ha. Hồi nãy nó bị kẹt á anh em, kẹt một chút lò xo là nó không búng ha, chứ không gì hết trơn á.
hồi cũ con ốc này á, là nó lô rồi. Nó, ốc này là ốc zin nha, ốc zin nói chung gam lại rồi, chỉ có một con ốc này gam thôi, còn tất cả những cái kia lại zin hết nha nè. Màu rất là đẹp nha, rất là đẹp, gam zin hết. Quan trọng cái lò xo này nữa nè, anh em bắt mà không đúng là nó không có bị, nó không có kéo gió luôn á. Những clip trước em nó có chỉ hết rồi. Thấy không? Anh em thấy cái đồng tiền không? Còn 7 màu luôn. Đậy lại đi để cho nó khẩu xúc ra. Đó. Anh em chọn những cây vít cho nó ngon nha anh em. Anh em dặn bình xăng nhìn nó mới đẹp nha, nó bị không có bị hư ra nè. Đó thấy không, đã xong rồi nè. Đó. Rồi clip tới đây em xin kết thúc nha anh em. Đó, nếu em cảm thấy hay và có ích cho em xin một like ha. Cho em xin một like và một đăng ký kênh nha anh em, để em có động lực để ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dòng quay thái 110 nha anh em. Đó, bình xăng này đáp 99 nha anh em. Đó, anh em mến thì alo giúp em 0979 64266 ha, trên 1 triệu nha anh em. Đó. Anh em nào mua em sẽ tặng cái miếng gon này nữa nha, miếng gon thun ở dưới này nè. Đó. Bình xăng này là bao garanti thì thầm mùa xuân nha anh em, bao chảy xăng dư luôn nha. Đó. Đó, bây giờ anh em siết cứng thoải mái. Bọc bọc mà ha. Rồi, hẹn tất cả anh em những clip tiếp theo nha.